Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày vừa qua Hà Nội liên tục hứng chịu các cơn mưa lớn gây ngập lụt, đặc biệt mực nước sông Hồng ở Hà Nội áp sát báo động cấp 3. Các khu dân cư ngoài đê đã ngập quá nửa nhà tầng 1. Hàng nghìn người dân vội vã di tản cùng tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đến 5 giờ ngày 11 tháng 9, mực nước trên sông Hồng là 10,76m trên báo động 2% báo động 2 là 10,50m. Các cột bê tông ngăn nước chảy xiết tác động vào chân cầu Long Biên gần như bị mặt nước sông Hồng nhấn chìm. Đến 12 giờ mực nước đã tăng lên khoảng 11m, còn cách mức báo động cấp 3 là 0,5m. Các vườn đào Nhật Tân, Phú Thượng dưới chân cầu Nhật Tân bị ngập quá nữa. Tại khu vực Chương Dương Độ, quần Hoàng Kiếm, nước sông đã dâng cao tràn bờ và làm ngập các tuyến đường và khu dân cư ngoại đề. Lực lượng chức năng đã chặn đường vào khu vực ngập sâu nhất. Mực nước tại phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, Hoàng Kiếm, lúc 10 giờ khoảng 0,5 mét. nhiều gia đình phải dùng thuyền để di tản người cùng tài sản, một số gia đình kiên quyết bám trụ, dùng nhiều tấm tôn bách trắng ngăn nước tràn vào nhà. Sáng 11 tháng 9 tại huyện Chương Mỹ, nước lũ dâng cao chảy cuồn cuộn qua đê sông Bùi gây ngập úng các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ. Khu vực này được gọi là rốn lũ ngoại thành Hà Nội. Trên tuyến đường liên xã có đoạn ngập sâu khoảng 20cm, nước chảy cuồn cuộn khiến nhiều xe cộ đi qua bị chết máy. Dọc đường các thôn, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Nhiều ngôi nhà nước ngập mái tầng 1, điện lưới trên địa bàn bị ngập, đã bị cắt. Trước tình hình trên, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ban bố lệnh báo động 2 tại các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trân, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh trì, Đông Anh, Gia Lâm. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ sông Hồng dâng cao có thể gây ngập ven sông vùng trụng thấp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân khu vực ngập lục. Mức báo động 1 trên sông Hồng tại Long Biên, Hà Nội là 9,5m, báo động 2 là 10,5m, báo động 3 là 11,5m. Thành phố Hà Nội cho biết tính từ năm 2008 đến nay, Sông Hồng mới lên cao ở mức này nên người dân có thể chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó, chính quyền có thể bị động. Trước tình trạng nước lũ sông Hồng lên mức báo động 2, ngay từ đêm 11 tháng 9, nhiều quận huyện của thành phố Hà Nội đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội cho biết đến 23 giờ đêm 10 tháng 9, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn thành việc di dời 276 hộ dân với 1.059 nhân khẩu tại khu vực nguy hiểm ở phường Phúc Xá tới nơi an toàn. Để ứng phó với trường hợp nước lũ sông Hồng tiếp tục dâng cao, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã lên kế hoạch sơ tán các hộ dân tại phường Phúc Xá đến các địa điểm an toàn đã được bố trí trước, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm, đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Các hộ dân này đã được di chuyển đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên số 67, phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng cũng đã chuẩn bị các chỗ ở tạm thời và bố trí 3 bếp ăn, đảm bảo người dân không bị thiếu thốn trong sinh hoạt. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!